Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hải Thủy Quân, năm nay 12 tuổi, qua trường đại học thì mình vui vẻ, thông minh và hòa đồng. Nhưng các bạn hãy cùng một chút cho mình chia sẻ mình nhé. Sau khi học mình thấy rất là ngạc nhiên và thú vị khi khám phá về não. Lúc và tận bây giờ thì mình mới biết não có rất nhiều là chia sẻ. Chúng ta hãy cùng đến với việc chia sẻ của mình về bộ não. Chia thành hai bánh cầu, bánh cầu não phải và bánh cầu não trái. Bánh cầu não trái sẽ tiếp nhận thông tin như là số, biết, ký hiệu và tính toán. Bánh cầu não phải sẽ tiếp nhận thông tin như là màu sắc, hình ảnh, sáng tạo và tưởng tượng. Giỏi tưởng tượng, bộ não của chúng ta rất giỏi tưởng tượng. Chúng ta có thể nhìn được những mưa đồ vật xung quanh chúng ta và có thể nhìn mây. Như là một con vật, một động vật hay một sự vật nào đấy. Cần hình ảnh, bộ não của chúng ta rất cần hình ảnh. Khi có hình ảnh, mức bộ não của chúng ta sẽ rất dễ bộ não của chúng ta sẽ rất dễ nhớ, dễ nhớ khóc, dễ ghi nhớ. Bộ não một điều cần luôn nhớ là bộ não của chúng ta rất thích màu sắc. Khi có màu sắc, những điều chúng ta biết về nhân sinh động được cũng thu hút hút lưu để cho chúng ta dễ nhớ dễ thu. Rõ liên kết khi mà chúng ta nhìn vào những đồ vật xung quanh chúng ta sẽ liên kết những đặc điểm về những đồ vật đấy. Chúc các bạn học tốt nhé.